Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đến nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đó chính là Bến Nhà Rồng. Ngày nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh tại số 1 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên tay phải đây đó chính là nhà thờ Tân Định nha các bạn. Trước mặt các bạn đó chính là tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại vòng xoay công trường Mê Linh. Sau khi qua cầu Khánh Hội, các bạn sẽ đến Bến Nhà Rồng, chính là Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày nay. Bến Nhà Rồng tên chính thức là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, là cụm di tích kiến trúc bảo tàng nằm trên sông Sài Gòn thuộc quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây từng là trụ sở của công ty vận tải Hoàng Đế, được phép xây dựng vào năm 1863. Ngày nay địa danh này được biết đến nhiều do tại đây có cụm di tích kiến trúc đánh dấu sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã xuống con tàu Amirang Latusse Trevin mở đầu hành trình cách mạng của mình. Do đó, từ năm 1975, cụm di tích kiến trúc của Thương Cảng Nhà Rồng được nhà nước xây dựng lại thành Bảo tàng Hồ Chí Minh, và ngày 5 tháng 6 được chọn là ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ở Việt Nam.
Và lời đầu tiên thì xin được chào mừng đoàn của chúng ta ngày hôm nay đã đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây sẽ xin được giới thiệu tới đoàn của chúng ta về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như tất cả quý vị đều được biết rồi ạ, vào ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại một ngôi nhà lá đơn sơ như mô hình ở đây, Bác Hồ của chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời vào ngày 19 tháng 5 năm 1890 ạ. Và tên gọi khai sinh của Bác Hồ lúc bấy giờ là tên gọi Nguyễn Sinh Cung. Nhưng sau này, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, thì Bác Hồ đã sử dụng rất nhiều các tên gọi và bút bì danh khác nhau. Theo thống kê, Bác Hồ đã sử dụng 182 tên gọi và bút bì danh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Bác Hồ được sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, và đây là hình ảnh những người thân trong gia đình của Bác Hồ. Cha của Bác Hồ, cụ ông Nguyễn Sinh Sắc, là một vị quan thanh liêm và yêu nước thương dân. Cha của Bác Hồ đã đỗ học vị phó bảng vào năm 1901, và học vị này tương đương học vị tiến sĩ ngày nay. Còn mẹ của Bác Hồ, cụ bà Hoàng Thị Loan, là một người phụ nữ nhân hậu, đảm đang và hết mực yêu chồng thương con. Nhưng mà mẹ của Bác Hồ thì qua đời khi ở tuổi còn rất là trẻ, đó là tuổi 33. Lúc Bác Hồ mới chỉ 11 tuổi thôi thì người đã phải mồ côi mẹ rồi. Và đây là hình ảnh chị gái của Bác Hồ, anh trai của Bác Hồ, đều là những nhà hoạt động yêu nước hết sức sôi nổi trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là hình ảnh của Bác Hồ chúng ta vào năm 1923, lúc bấy giờ người đang hoạt động tại thủ đô Paris của nước Pháp và người sử dụng tên gọi là Nguyễn Ái Quốc. Bác Hồ còn có một người em trai nữa ạ. Nhưng mà em trai của Bác Hồ thì đã qua đời sau khi vừa chào đời chỉ được vài tháng mà thôi, cho nên đến bây giờ chúng ta không còn có tư liệu để trưng bày. Dạ, và xin được giới thiệu với đoàn của chúng ta, đó là Bác Hồ sinh ra tại Nghệ An, nhưng lên 5 tuổi, người đã theo gia đình của mình vào sinh sống tại Kinh Đô Huế. Và ngôi nhà số 112 đường Mai Thúc Loan ở thành nội Huế như hình ảnh này chính là nơi đã chứng kiến cuộc sống của gia đình Bác Hồ từ năm 1895 cho tới năm 1901. Mẹ của Bác Hồ, cụ bà Hoàng Thị Loan, đã qua đời tại ngôi nhà này. Và lúc bấy giờ chỉ có một mình Bác Hồ ở bên cạnh mẹ của mình thôi, và phải nhờ tới sự giúp đỡ của bà con lối xóm xung quanh khu vực này nhằm tổ chức lễ tang cho mẹ của Bác Hồ. Sau khi nghe tin mẹ của Bác Hồ qua đời như vậy, cha của Bác Hồ đã từ Thanh Hóa quay trở lại Huế và đưa hai con trai của mình trở về sống tại làng Hoàng Trù cùng với ông bà ngoại. Và cũng trong năm này, cha của Bác Hồ đã đỗ học vị phó bảng. Và nhân dịp này, nhân dân làng Sen đã quyên góp tiền dựng nên một ngôi nhà lá ba gian như mô hình này để chúc mừng cho cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nhân dịp này, hai anh em của Bác Hồ đã được cha của mình làm lễ nhập làng. Anh trai của Bác Hồ tên gọi Nguyễn Sinh Khiêm được đổi tên trở thành tên gọi là Nguyễn Tất Đạt, và Bác Hồ tên gọi Nguyễn Sinh Cung được đổi tên trở thành Nguyễn Tất Thành, với mong muốn hai con của mình sẽ trở nên thành đạt. Và sau đó thì viện cớ rằng mẹ của Bác Hồ vừa mới qua đời, cho nên cha của Bác Hồ đã không vào Kinh Đô Huế nhận chức quan do triều đình Nguyễn giao phó. Sau đó tới năm 16 tuổi thì cụ ông Nguyễn Sinh Sắc đã vào Huế và nhận chức quan thừa biện bổ lễ tại kinh thành Huế. Và lúc bấy giờ Bác Hồ đã theo cha của mình vào Huế sinh sống lần thứ hai. Tại Kinh Đô Huế, Bác Hồ được vào học tại trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba, là một ngôi trường của Pháp. Và người cũng vào học tại ngôi trường Quốc học Huế, là một ngôi trường nổi tiếng lúc bấy giờ. Và trong những năm tháng học tập tại đây, Bác Hồ luôn trở thành một trong những học sinh dẫn đầu khi học tập tại ngôi trường này. Và khoảng thời gian tại Huế, Bác Hồ đã tham gia một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời thanh thiếu niên của người. Bác Hồ tham gia cuộc biểu tình chống thuế của những người nông dân ở Trung Kỳ. Bức tranh này minh họa lại hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành đang làm phiên dịch viên tiếng Pháp cho những người nông dân. Và nhờ tham gia vào phong trào, Bác Hồ đã tận mắt chứng kiến cảnh những người nông dân bị đánh đập đánh giết, và người thấu hiểu hơn nỗi khổ nhục của người dân đất nước.
Và kể từ đây Bác Hồ càng nêu cao quyết tâm của mình chính là tìm kiếm con đường để giải phóng cho dân tộc Việt Nam mình. Và bởi vì có hai con trai đều tham gia vào cuộc biểu tình chống thuế này nên cha của Bác Hồ đã bị triều đình nhà Nguyễn khiển trách. Vào năm Bác Hồ 19 tuổi, người theo cha vào sống tại tỉnh Bình Định. Lúc bấy giờ thì cha của Bác Hồ vào nhận chức quan tri huyện Bình Khê tại tỉnh Bình Định. Nhưng ít lâu sau đó thôi, bởi vì lòng yêu nước thương dân của mình thì cha của Bác Hồ đã thả những người nông dân bị tù đầy bắt bớ trong cuộc biểu tình chống thuế năm 1908 ra khỏi nhà tù. Lúc bây giờ thì Bác Hồ không theo cha của mình quay trở lại Kinh Đô mà người lựa chọn con đường riêng của mình, đó chính là con đường đi vào phương Nam. Bởi vì Bác Hồ của chúng ta mong muốn được đi sang nước Pháp và các nước trên thế giới nhằm tìm hiểu xem nước Pháp và các nước giải phóng dân tộc của họ như thế nào, qua đó người sẽ quay trở về để giúp đồng bào của chúng ta. Và Bác Hồ của chúng ta thì con đường lựa chọn cứu nước lúc bấy giờ của người hoàn toàn khác với con đường của các bậc tiền bối đương thời. Trong khi các bậc tiền bối lúc bấy giờ đang tỏ ra e ngại nước Pháp hoặc là bài xích nước Pháp bởi vì thực dân Pháp đang đổ bộ nước Việt Nam, thì Bác Hồ lại quyết định lựa chọn nước Pháp để tìm đường cứu nước. Bởi vì như người nhận định rằng muốn đánh đuổi được chủ nghĩa thực dân Pháp thì phải tìm hiểu cặn kẽ về chủ nghĩa thực dân Pháp ở ngay trên đất nước đã sản sinh ra nó. Và để thực hiện cho mục tiêu cao cả này, Bác Hồ đã quyết định vào thành phố Sài Gòn vào đầu tháng 2 năm 1911. Lúc bây giờ Bác Hồ còn rất trẻ, người mới chỉ 21 tuổi mà thôi. Ban đầu khi vào thành phố Sài Gòn nhờ sự giúp đỡ của gia đình ông Trương Sa Mô là một người bạn của cha Bác Hồ, người đã vào ở tại nhà của ông Lê Văn Đạt, trước đây là một vựa chiếu ở xóm cầu Rạch Bần cũ. Ngày nay là ngôi nhà số 185/1, đường Cô Bắc, phường Cô Nhàn, quận 1. Bác Hồ lưu trú tại đây trong khoảng thời gian 2 ngày thôi. Và sau đó, người chuyển tới sống tại một ngôi nhà khác trong khoảng thời gian 4 tháng trước khi người ra đi tìm đường cầu nước. Ngôi nhà trước đây có địa chỉ là số 1, số 2 và số 3 ở đường Quay Thất Ta thuộc khu vực Chợ Lớn. Ngày nay thì một trong số 3 ngôi nhà này đã được giữ lại làm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chính là ngôi nhà số 5 đường Châu Văn Liêm, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh như hình ảnh chúng ta có thể thấy ở đây. Ngôi nhà này ngày nay được ghi nhận là một di tích lịch sử cấp quốc gia và nơi đây hiện có trưng bày giới thiệu một số các tư liệu hình ảnh gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi mà Bác Hồ của chúng ta đã từng sống trong khoảng thời gian 4 tháng trước khi người ra đi tìm đường cứu nước ạ. Và xin được giới thiệu với đoàn của chúng ta, khi Bác Hồ vào thành phố Sài Gòn, người đã dành thời gian tìm hiểu về đời sống cũng như công việc lao động của những người dân xung quanh khu vực thương cảng Sài Gòn này. Ngày 3 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ xin được công việc phụ bếp trên con tàu Amiral La Touche tới đất nước của Pháp. Con tàu này là một con tàu vừa chở khách vừa chở hàng của hãng vận tải năm sau của nước Pháp. Con tàu được đóng vào năm 1903 tại hải cảng Lyon của nước Pháp. Trải qua một khoảng thời gian sử dụng, nó đã bị phá hủy vào năm 1929. Con tàu có chiều dài hơn 118 m, chiều rộng là 15,7 m và chiều sâu là 8 m. Đoàn thủy thủ của con tàu lúc bấy giờ có 69 người, và ngoài Bác Hồ của chúng ta là người Việt Nam làm công trên tàu này thì còn có 3 người Việt Nam khác nữa. Và chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh trang sổ lương của thủy thủ đoàn tàu được trưng bày tại đây ạ. Và ở dòng thứ 3 của trang sổ lương này còn ghi lại những thông tin về Bác Hồ. Lúc bấy giờ Bác Hồ sử dụng tên gọi mới đó là Văn Ba. Công việc của người làm là phụ bếp với mức lương là 45 phần Pháp. Và mức lương này thì tương đương với số tiền 4 đồng 5 hào Đông Dương lúc bấy giờ. Một số tiền vô cùng ít ỏi so với những công sức Bác Hồ đã phải bỏ ra khi làm phụ bếp ở trên tàu. Buổi sáng Bác Hồ phải dậy từ 4 giờ và người làm việc quần quật suốt cả ngày cho tới 9 giờ đêm. Sau khi hoàn thành công việc của mình, trong khi những người khác nghỉ ngơi hoặc là đi ngủ, thì Bác Hồ lại tiếp tục tự học tiếng Pháp. Với tinh thần tự học không hề mệt mỏi như vậy, nên Bác Hồ biết rất nhiều ngoại ngữ trên thế giới,
và trong đó Bác Hồ thông thạo 6 ngoại ngữ, đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng Italia. Và Bác Hồ của chúng ta thì chính là tấm gương điển hình về tinh thần tự học và học tập suốt đời cho chúng ta noi theo. Công việc phủ bếp của Bác Hồ thì diễn ra vô cùng vất vả và khó khăn ạ. Bác Hồ phải kéo những chiếc nồi cách sông khổng lồ từ trên boong của con tàu này xuống dưới hầm của con tàu để trà rửa. Và công việc này trở nên vô cùng nguy hiểm khi tàu đi qua những vùng biển động, khi gặp sóng to gió lớn. Và đã không ít lần Bác Hồ suýt chết đuối khi bất ngờ một con sóng ập lên boong của con tàu này. Khó khăn và khổ cực như vậy, nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, Bác Hồ của chúng ta đã sử dụng đôi bàn tay trắng của mình để vừa lao động vừa trang trải cuộc sống nhằm tìm kiếm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, khi con tàu này rời thương cảng Sài Gòn để quay trở về nước Pháp, thì trên con tàu đã mang theo người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và kể từ đây, người đã bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước của mình. Và đến đây xin được giới thiệu với các chị về một bức tranh được trưng bày ở đây ạ. Bức tranh này vẽ về thương cảng Sài Gòn vào đầu thế kỷ 20 của tác giả người Pháp tên là Paul Hazard. Và ngôi nhà này đã được hiện hữu ở trong bức tranh. Ngôi nhà thì được xây dựng vào năm 1862. Đây là một trong những công trình đầu tiên được người Pháp xây dựng tại thành phố Sài Gòn gia đình nhằm phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa của người Pháp lúc bấy giờ. Và mặc dù được xây dựng theo kiểu kiến trúc Pháp, nhưng ở phía trên nóc của ngôi nhà được cho xây dựng hai con rồng bằng gỗ men màu xanh. Hai con rồng được châu đầu vào biểu tượng mặt trăng theo mô típ lược long chầu Việt. Đây là một kiểu kiến trúc đặc biệt của đền chùa Việt Nam. Với kiểu kiến trúc như vậy, người dân Việt Nam vẫn gọi ngôi nhà là ngôi nhà rồng và bến cảng ở xung quanh cũng được gọi là bến cảng nhà rồng. Sau khi đất nước Việt Nam của chúng ta được thống nhất rồi, để ghi nhớ cho sự kiện từ thương cảng Sài Gòn này, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngôi nhà đã được sử dụng làm khu lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và sau đó, tới năm 1995, được cải tạo và tu bổ trở thành Bảo tàng Hồ Chí Minh như hiện nay đoàn của chúng ta đang tham quan. Và chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh cây cột ở trong bức tranh này ạ. Đây là cột cờ thổ ngữ, ngày xưa là một tín hiệu để báo tàu thuyền ra vào cảng. Và bây giờ chúng ta có thể phóng tầm mắt sang phía bên kia bờ sông. Hình ảnh cây cột với lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay chính là cây cột trong bức tranh này. Cột cờ thổ ngữ cũng là một di tích lịch sử đáng lên với những thăng trầm và phát triển. Quý vị, tấm bản đồ thế giới được trưng bày ở đây ạ. Tấm bản đồ này ghi lại cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian 10 năm đầu. Và như chúng ta biết, đó là vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ đã theo tàu rời thương cảng Sài Gòn. Và sau đó người theo tàu qua các nước Singapore, Sri Lanka và Ai Cập. Một tháng một ngày sau đó, vào ngày 6 tháng 7 năm 1911, tàu Amiral đã cập cảng Marseille của nước Pháp và đây là lần đầu tiên Bác Hồ đặt chân tới đất nước Pháp. Sau đó thì người đã theo tàu sang cảng Le Havre và cuối cùng dừng chân tại cảng Dunkerque, kết thúc một cuộc hành trình đi từ Đông Dương sang nước Pháp. Năm 1912, Bác Hồ tiếp tục xin làm công trên một chiếc tàu buôn của Pháp và người sang các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và đi vòng quanh các nước thuộc châu Phi như Tunisia, Algeria, Senegal, Bên Anh và Congo. Và năm 1913, Bác Hồ của chúng ta đã theo tàu và người vượt qua đại Tây Dương rộng lớn này sang châu Mỹ. Bác Hồ từng sống và làm việc tại hai thành phố lớn của nước Mỹ, đó là thành phố New York và thành phố Boston. Cuối năm 1913 thì Bác Hồ đã quyết định rời châu Mỹ quay trở lại châu Âu và người lựa chọn thủ đô London của nước Anh để làm nơi sống và làm việc trong khoảng thời gian 4 năm. Tại thủ đô của nước Anh, Bác Hồ đã làm nhiều công việc lao động chân tay vất vả khác nhau. Như hình ảnh chúng ta có thể thấy, Bác Hồ làm bồi bàn tại khách sạn các tầng ở nước Anh. Ngoài công việc này, người còn làm thợ đốt lò, thợ cào tuyết tại một trường học.
Những công việc lao động chân tay vất vả khác nhau như vậy, nhưng tất cả đều vì một mục đích, đó là Bác Hồ vừa sinh sống vừa lao động để nhằm trang trải cuộc sống và nhằm từng bước tìm kiếm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Tới tháng 12 năm 1917, sau khi nghe tin thắng lợi từ cuộc cách mạng tháng 10 Nga, Bác Hồ đã quyết định rời thủ đô của nước Anh, sinh sống và hoạt động tại thủ đô Paris của nước Pháp. Và thủ đô Paris chính là nơi diễn ra những sự kiện mở đầu trong suốt cả cuộc đời sau này, Bác Hồ đấu tranh vì nền độc lập tự do của những người nhân dân lao khổ. Và theo thống kê là trong 30 năm Bác Hồ vẫn vào hoạt động ở nước ngoài như vậy, người đã đi qua hơn 30 quốc gia trên thế giới. Và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình thì người đã đi qua hơn 60 quốc gia ở trên thế giới. Khoảng thời gian Bác Hồ hoạt động tại thủ đô Paris của nước Pháp, người đã thể hiện rõ tư duy sáng tạo của mình trong việc xác định đường lối giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Và người cũng đã dày công nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Điểm khởi đầu chính là sự kiện người đọc được bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, được đăng trên tờ báo Nhân Đạo là cương bao ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp lúc bấy giờ. Ban đầu khi đọc bản luận cương này, có những từ, những chỗ Bác Hồ chưa hiểu rõ, nhưng càng đọc đi đọc lại bản luận cương nhiều lần, Bác Hồ vui mừng sung sướng thốt lên rằng đây chính là con đường giải phóng chúng ta, là kim chỉ nam thần kỳ cho cách mạng Việt Nam. Và một sự kiện được coi là bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là vào ngày 25 tháng 12 năm 1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tham dự đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp được diễn ra tại thành phố Tours. Đây là hình ảnh Bác Hồ tham gia phát biểu tại đại hội này. Bác Hồ đã dành lá phiếu của mình để nhằm tán thành cho việc Đảng Xã hội Pháp gia nhập quốc tế thứ ba, và người cũng trở thành một trong những người tham gia sáng lập nên Đảng Sáng Pháp. Bác Hồ trở thành người đảng viên Đảng Sáng Pháp đầu tiên của dân tộc Việt Nam khi ở tuổi 30. Kể từ đây, Bác Hồ hoàn toàn tin theo Lenin và tin theo quốc tế thứ ba để nhằm lựa chọn con đường cách mạng vô sản cho dân tộc Việt Nam. Bởi vì như lúc bấy giờ, Bác Hồ nhận định rằng trên thế giới có rất nhiều tổ chức khác nhau, nhưng chỉ có tổ chức quốc tế thứ ba là đứng ra bênh vực và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước thuộc địa bị áp bức. Và sau này, trong tác phẩm Đường Cách Mạng xuất bản vào năm 1927, Bác Hồ cũng khẳng định rằng muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Và những giai đoạn hoạt động cách mạng tiếp theo của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các anh chị sẽ cùng tiếp tục sang phần kế tiếp ạ.